Chào tất cả bạn, bây giờ mình đang ở cái chung cư bạn à, đang ở đằng sau một cái chung cư 2 tầng ở đây à, có 8 cái nhà thì nhà anh em mình đang ở kia. Thì hôm nay thì dọn chuyển nhà đi, hôm nay thì mình sẽ quay lại cái nhà Nhật nó như thế nào, một cái nhà trắng luôn. Nhà mình dọn sạch hết đi, đó để mình trả nhà người ta. Đó thì mình sẽ quay từ ngoài vào trong ở đây. Cái chỗ này là cái xe đạp mình đã này. Đó, thì ở đây nó có cái cầu thang lên tầng trên. Thì mình sẽ vào luôn cái nhà này, là cái số nhà 104 ở đây. Thì ở đây ngoài nhà thì có cái chuông này. Đấy. Cái khóa này là mình đang ngoài đây, mình vào. Đó, khi vào đây thì có cái hòm đựng thư các bạn ạ. Mình sẽ cái cửa này, cái cửa là nó tự động nó đóng vào luôn. À khóa này. Có cái ở đây trong cái nhà tắm trong này. Đó. Đây, ở đây là cái đây là cái nhà vệ sinh mà. Đó. Cái nhà này đây vệ sinh là nó rất là gọn, cái này nó chỉ ngang khoảng tầm 1 mét, ngang rộng hơn 1 mét một chút. Đó. Nhà vệ sinh ở đây thì mình sẽ để cái giày đây. Rất là sạch, đây là mình dọn cả ngày luôn, cả ngày hôm nay luôn. Đó thì trong này là cái phòng khách, phòng ở này. À, bên này là cái khu cái có tủ lạnh này. À, bên này là có cái bếp ga, bếp nấu chỗ nấu ăn đấy. Đây, thế này có hai cái tủ đây. Đó. Hai cái tủ để đựng đồ dưới này. Thì cái anh em vẫn còn đấy. Vẫn còn cái máy giặt này. Cái máy giặt này thì đang giặt. Có một cái quần ở bên này là cái tựa nó ổn nhỉ. Bên này là cái nhà tắm bạn. Đó, nhà tắm ở đây. À, nhìn nó có cái bồn tắm kia, mình cho có nước nóng, nước lạnh luôn. Đấy, có gương ở đây để đóng cửa nhà tắm vào. Cái này nó hơi ổn một chút này. Cái máy giặt này có giặt nốt một cái quần. Đây là có cái máy lò vi sóng ấy. Đấy, cái đồ tủ lạnh này có ngăn tủ lạnh nhỏ thôi. Cái này là ngăn đá này, ngăn đây. Đó. Tất cả những cái đồ này là nó theo nhà luôn các bạn ạ. Đây là thuộc của cái nhà này ấy. Đấy. Thì có cửa ở đây là cửa đóng cái ngăn ngoài và ngăn trong. Đó. Thì đây là có cái này, chắc là rất nhiều bạn nữ thích cái này. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ để giày các bạn. Đấy, để giày đây. Giày từ trên xuống dưới này. Đấy, một cái nhà này. Thì mình sẽ vào khám phá vào trong luôn. Ở đây thì có cái bàn này. Mình sẽ đóng này, đóng cửa này cho nó đỡ ồn này. Đấy. Cái chuồng vừa nãy bấm ấy là nó vào đây luôn. Nó vào đây. Cái này nó chỉ thông ra ngoài là có ai gọi thì nói chuyện bên ngoài thôi. Đấy. Đây mình sẽ quay này. Mình đó, đây là cái căn nhà hết sức cơ bản. Cái này ấy thì là thường này là thuộc cái hạng nhà nó nhỏ, mình ngang rộng cái này khoảng ở cái khung phòng khách, phòng này phòng chính ấy, thì là khoảng 3, mình nghĩ khoảng tầm 4 mét ấy nhỉ, khoảng 4 mét rộng, 4 mét vuông như đó. Đó, đây có cái bàn này cũng rất là hay này. Bàn này là đây nó có cái chân này. Đó, là nó hạ được. Mình sẽ để cái bàn này đây. Đó. Đấy, hạ cái bàn nó gọn xuống như này luôn. Có đây là hai cái tủ à. Đấy, tủ đây, cái này cũng là tủ luôn. Bên này là tủ này, mình sẽ quay xa một cái tổng quan hơn này. Đó, bên trên là tủ, bên dưới là tủ. Đấy. Đây, bên trên cũng là cái tủ. Đấy, bên trên được hai cái cơ. Đây là một cái này đựng quần áo, đựng đồ đạc. Bên này cũng là cái tủ này. Đấy, tủ. Nhà mình vừa dọn sạch, dọn để trả phòng người ta ấy. Đó, đây có cái gương ở đây, gương cái nhà này. Đó, thì bên này là có cái tivi này, tivi cũng rất là chuẩn, nét luôn, mình phải bắt mạng. Không, mình lắp sang máy tính vẫn kiểu truyền lên thì vẫn xem tốt. Đó, có cái báo động này, cái này có nguy hiểm hay là có động đất hay là có cái gì ấy, thì mình báo, đây nhấn vào cái nút cái báo, hoặc là người ta có cái gì người ta sẽ thông báo ở đây. Nhưng mà mình đây thì chưa thấy có cái gì cả. Đó. Cái bàn này cũng gấp được ấy. Đó. Đây này. Nhưng mà nó đã mình đã cố định như vậy thì có cái điều hòa nữa, điều hòa mình vẫn đang bật để nóng, chế độ nóng luôn. Đó thì đây mình sẽ vòng đây thì mình sẽ quay ra xa này để tổng quan hơn. Bên trên này có cái bóng điện kiểu này, nó không phải bóng điện như bóng típ của chúng ta đâu, này là cái bóng tròn này, nhìn nó hơi tối tối, nó đỡ hỏng mắt. Đây có cầu thang lên cái tầng 2 đấy. Để như này. Rồi. Mình sẽ lên cái tầng 2 trên này, cái gác các xếp. Đây, nhìn dọn sạch hết rồi. Trên này thì
Ở đây ngoài kia thì có rất là rộng, đây là mình có thể ngủ hoặc để đồ trên này được. Ở đây có một cái ngăn nhỏ nữa, đây một ngăn nhỏ, một cái hõm vào song trong này đó. Mình sẽ quay dọc xuống bên dưới này, dưới mình sẽ quay tổng quan từ từ trên xuống dưới. Đây có cái tivi vừa nãy mình quay đó, mình đang đứng ở cái chỗ này. Đấy, cái nhà này nhà này thì nói chung là hết sức là cơ bản luôn của cái nhà Nhật, là có tất cả những cái tivi, tủ lạnh, bàn ghế, tủ này, hoặc là những cái máy bếp ga, bếp ấy, mọi thứ là bếp ga bếp từ ấy. Đấy, có máy giặt, có hết mọi thứ luôn. Thì cái nhà này thì chỉ dành cho, mình nghĩ là khoảng như vợ chồng hai người ở là hợp lý, thêm một hai đứa con mình nghĩ là khá là chật á. Đấy, thì cũng có cái dạng nhà to hơn, nhưng mà những cái đồ dụng cụ, những cái cơ bản như này là gần như là có đủ hết đó. Thì có thể là những công nhân sinh viên, là mình đi rất nhiều nhà rồi bạn mình, nhưng mà đây là kiểu như là một cái nhà cơ bản nhất, nó phải đủ kiểu như thiết yếu nhất, nó cần có những cái thứ như vậy đấy. Chứ còn mình thấy ở Việt Nam nhiều lúc ngày xưa mình ở rất nhiều trên Thái Nguyên, dưới Hà Nội thuê thì không có cái gì của cả, thì nhiều cái chỗ còn có nhiều chỗ có mỗi cái giường thôi. Đấy, còn nền đấy, cái này là cái nền là cái sàn đấy này, cái sàn gỗ hết này đó, mình lau sạch, lau đi lau lại luôn. Đây thì trước khi mình trả nhà mình phải cần lau sạch hết để trả người ta. Đây có cái rèm này, đang khám phá bên ngoài này. Đấy, sinh viên, nói chung là cái nhà này tầm hai nhà ở, hai người ở được, ba người là hơi hơi chật một chút, hơi chật, ba ba người, ba bốn người thuộc họ hộ gia đình thôi đó, chứ còn bao người ở bình thường là mình nghĩ là nó hơi chật, vì là đây là không gian nó cũng ở mình, bên lại mình thì mình đến đây ở, nếu mà người ta ở lâu năm, những người Nhật người ta thuê ở thì người ta nhiều đồ hơn đấy. Thì ngoài này có cái cửa, đây có cái cửa chống đây bên này có cửa kính này, bên có kính, bên ngoài có cái cửa lưới nữa đó. Thì ngoài này là có cái điều hòa. Đây bây giờ trời sắp tối rồi. Đấy, ngoài này đã có cái cây bạn, cây cái nhà bên này, nhà bên này là nhà riêng, không phải là cái hạng chung cư đó. Nhà riêng thì hôm trước mình có quay một cái video về cái nhà riêng của mình ấy. Đấy, về cái nhà nó thuộc cái hạng kiểu nhà Nhật, nhà riêng, mà cái nhà là cũ rồi khá lâu rồi. Thì đây là cái nhà cái mới, đây là cái phòng trọ. Mình sẽ quay đây. Đó. Cái này thì nói chung anh em ở đây, cái phòng này là 10, là bao nhiêu nhỉ, 12, hai người đóng, mỗi người là 5 man, à mỗi mỗi người là hơn 3 man, hơn 3, gần 3 man rưỡi nhỉ, khoảng tầm 12 triệu cái nhà này. Mình thuê là ở hết điện nước, điện ga hết là một tháng đó, 12 triệu. Nhưng mà đấy là mình đưa cho giám đốc, còn mình không biết thực chất là cái nhà này nó giá bao nhiêu, thì cái điện nước hay ga mình dùng nhiều như thế nào thì người ta cũng chỉ lấy bằng đấy thôi. Đấy là nhiều nhiều bạn thì trả trực tiếp với người chủ nhà luôn, nhưng riêng mình thì giám đốc người ta quản lý điều đó thì mình trả cho giám đốc lại trả cho người chủ nhà ấy, người thuê nhà ấy. Đấy. Thì đây là cái cửa này. Mà cái nhà này các bạn này, đây này, cái tường này là không phải là tường bê tông đâu. Cái tường này nãy mình quay ở ngoài cửa đó là cái tầng 2, như hai tầng, nhưng không phải là bê tông, nó ngoài chỉ mỗi cái nền thôi. Vì là mình đi xây nhà, mình làm móng nhà phải biết mà. Đó thì người ta chỉ xây mỗi cái móng nhà thôi, lên lên mặt đất thì người ta làm, còn lên trên này toàn bộ là cái kiểu như là cái khung khung gỗ ấy. Đấy, bên ngoài là kiểu như cái thạch cao này, bên ngoài là cái dây dán này. Đó, hay là cái này là cái sàn gỗ. Sàn gỗ này là bên dưới là gỗ, nhưng mà cái này là người dán qua cái này có thể bóc được, nhưng mà nó rất là chắc đấy. Đó toàn là gỗ, gỗ ép, gỗ kiểu gỗ nhân tạo người ta đó, cái loại này cũng thế, gỗ nhân tạo rất là nhiều, cực nhiều. Một cái nhà như này thì người ta làm cũng phải tầm cả container gỗ luôn các bạn ạ. Đó đây là mình quay bên này, đây có cái này, có cái thông gió này, thông gió hút này. Đây, thông gió bên ngoài kia cũng có này, thông gió cầu sao này. Ở máy giặt đã giặt xong rồi, giặt đây này. Đó máy giặt bên trong này mình sẽ quay lại để cái nước nóng có hết đủ hết mà bạn, nóng là nước nóng chuẩn luôn, cái hồ vẫn hút, đang hoạt động hút lên đây. Đấy, đây cái nhà cơ bản của nhà Nhật, cái nhà trọ. Nếu mà cái nhà riêng, nhà khác, nhà biệt thự hay là nhà ấy thì nó lại khác, nó khác đi một chút, khác nhiều đó. Đây là cái khung nhà, kiểu khung nhà chung ấy, nhà chung là
mà Nhật thì mình thấy là người ta cũng ở nhà là nhiều lắm. Một là người ta có tiền là mua nhà, nhưng mà hai là không có tiền người ta sẽ ở những cái nhà thuê như này, cái nhà chung cư, nhà nó dạng nó như này đó. Thì những cái đây đó, cái đủ hết mọi thứ này, thì mình sẽ kết thúc video đây. Thì chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sắp tới. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái ngôi nhà này trước anh em ở đây, và mình cũng ở đây thì ở một chút. Xong mình nói chung mình qua đây nhiều, mình qua đây ngủ ngủ nhiều lắm. Cái nhà đây kiểu hai công ty có hai chỗ mà có hai 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 nhà ấy. Đấy, thuê nhà thì thi thoảng anh em chơi là ngủ đây thì rất là nhiều. Thì anh em mình quay lại coi như là kỷ niệm cái 2 năm mình quay lại cái nhà Nhật nó như thế nào. Đấy, cái nhà trọ. Thì cảm ơn các bạn đã xem, thì chào các bạn, hẹn các bạn ở những video tới. Chào tất cả các bạn.